Rồi chào bạn Uli nhé, bạn Uli, Uli. À, bạn có thể thì bạn mà giải quyết được cái chủ đề mà bạn chọn ha, cũng 108 chủ đề từ bạn đưa ra, cũng như là cái ý tưởng về cái sản phẩm của các bạn như thế nào và các bạn nói cho mình chú ý đó. Dạ, nhóm em thì chọn chủ đề là đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường. Ý tưởng của nhóm em là làm theo kiểu dạng web cuốn, là phần tử chạy theo phụ, các phụ xuống phần tử chạy thay đổi, nhưng mà mới làm được một khoảng. Website gì, chức năng của website? Dạ, chức năng sao vậy? Website thuộc dạng giống như là đưa ra những cái lợi ích của việc trồng rừng sau những hậu quả và thực trạng hiện nay là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự thay đổi khí hậu và môi trường. Sau đó là kêu gọi mọi người tham gia vào chiến dịch trồng rừng cây Tết Xuân, Tết Giáp Ngọ 2014. À, trước khi đi cái kiến nhưng mà cũng không béo chí nào một chí. Anh về anh đây là một cái nhóm mà không có ai là mình tập thành bếp đã lập lưới được vài một chí. Tại vì cái vòng lọ là các bạn ấy làm dùng một cái ngôn ngữ để mà cái roller đó. Thì hiện tại giờ các bạn nó hai bạn không có khả năng viết với xưa, chỉ biết được tự thôi. Các từ này tức là sao không biết. Em có thể dùng được ai nhắc không? Dạ. Tức là biết nó không không nếu có thể thì luôn thông tin những người đăng ký vào cái cuộc chạy vòng trong cây hết luôn được không? Luôn cách nào? Chèn vô máy của em. Ủa? Cách nào? Dạ, dùng bếp thôi, chèn vô. Dùng bếp liền luôn. Mày biết xài bếp liền hả? Dạ, nhưng mà không biết làm gì thì nên làm vậy. Biết sợ sợ, nhưng mà để thấy chị ok. Thì cái đó mình sẽ không nói nhiều về mặt kỹ thuật cái vấn này ha. Mình nói về kỹ thuật. Thế thì em cảm thấy là cái kỹ thuật em có cái gì đặc cho tụi anh có thể nhớ được quý. Đặc cắt thì em nghĩ là chắc không có nhóm nào là nhóm em tại chỉ cho em là đơn giản. Vậy đi. Cho người ta biết được cái tác hại của nó. Cái lợi như trồng rừng như vậy. Bây giờ em làm cái game nha. Em có một cái cây. Một cái cây nó tượng trưng cho 1.000 cây bên ngoài. Kéo cái cây nó thả vô là trồng được 1.000 cây. Kéo cái cây nó thả vô 1.000 cây. Thì với mỗi cái 1.000 cây đó thì em được, ví dụ cái số liệu nó sẽ hiện lên. Kéo thả vô, thả đúng vị trí, nó sẽ hiện lên cái số liệu là bạn đã giảm được bao nhiêu tấn CO2 gì đó, bạn đã giảm được bao nhiêu đó. Cái game nó rất là trực quan, nó sẽ là điểm lợi thế đúng không? Nó sẽ là điểm lợi, tôi đang nói cái đó là làm bằng sao xuất phẩm cái game. Nhưng mà nó là cái game đơn giản, nhưng mà nó có cái ý tưởng rất hay trong cái website của bạn, giúp cho người ta biết được cái việc bảo vệ môi trường như thế nào, mà không cần phải dùng đến những cái ngôn ngữ lập trình server side như là viết bi hoặc là viết thông hay cái gì đó. Tại vì bi của mình là sáng tạo, nên cái quan trọng ở đây là cái ý tưởng. Cái được sáng tạo của em ở trong cái này làm sao để nổi bật được cái chủ đề bạn đang muốn nói, chứ không phải là quan trọng quá về mặt công nghệ. Nên ở đây là tụi anh muốn là em tìm một cái ý tưởng nào đó để làm cái ý tưởng đột phá của em so với những nhóm khác, để làm cái mấu chốt đem đến, có thể đem đến chiến thắng, đem đến sự thuyết phục cho cái bài của em so với những đội khác. Thì ở đây thì tụi anh có đưa ra ý tưởng, góp ý thêm cho tụi em là ý tưởng về cái game đó. Hoặc đơn giản nó cũng như có thể gọi là game, thì đó có thể là một cái animation, một cái phương án động nào đó để cung cấp thông tin cho người lên web của mình thôi. Nhưng mà cái đó là cái ý tưởng khá là độc đáo để cung cấp thông tin đó. So với những cái website khác thì cái đó cái cung cấp thông tin đó nó trực quan hơn và nó dễ đi vào người hơn, nó dễ thấm, dễ hiểu hơn. Thì em có thể tham khảo cái ý tưởng đó, hoặc là nghĩ ra thêm một vài ý tưởng khác nữa để mình làm sao cho cái website của mình nó trở nên màu mè hơn, nó thuyết phục hơn, bài giám khảo hơn, thuyết phục những cái đối khác, mình thuyết phục cái khán giả nhiều hơn để bầu chọn cho em. Em làm quen với đối tượng bao được bao lâu rồi? Dạ, nói chung là bắt đầu biết thì lúc đó nhỏ nhỏ à, nhưng mà biết chơi chứ không phải là biết
giờ em nó em hơn tất cả những người đó. Hay là mọi người cũng khá là thích hợp. Cái đội này nó nhỏ mà con người này có gọi. Rồi em làm được gì với tỉnh ra? Dạ, nói chung là em cũng không có tìm hiểu sâu, lâu lâu cần thì tìm hiểu với làm thả cái em đừng làm qua được những cái gì đó. Đây là ở đây em có thể lên web để search lấy được thì em có thể tìm hiểu thoải mái, em có thể vừa làm vừa tìm hiểu được. Thì rõ ràng là em đã có quá trình làm quen và biết nó từ lâu như thế. Thì ý tưởng tụi anh đưa ra thì tụi anh nghĩ là em hoàn toàn có thể tiếp cận được nó rất là dễ dàng chứ không biết nỗi khó của em. Thì rõ ràng là đang có một cái lợi thế rất là lớn chứ đâu có gì đâu. Không, anh nói là hiện tại bây giờ em nói là em đã có thể làm được những cái gì rồi. Em từng làm qua được những cái sản phẩm như thế nào rồi. Dạ, nói chung là việc á, ví dụ nói chung là về mảng web em làm nhất là kết hợp với cái ID của Facebook. Làm được điều gì với cái đó? Dạ, nói chung thì còn làm khác. Dạ, ví dụ như là nói chung em ví dụ thôi, em có thể làm một cái auto buy nếu mà có người sử dụng liên tục. Được rồi. 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 Nói chung là cũng biết gần hết về cái AMI của Facebook. Ngoài cái AMI của Facebook em còn cái gì làm cái không? Dạ. Lớn sơ sơ Twitter gần cảm nhé. Plus Google Maps AMI 2 Google AMI 2 cái đó chưa. Kho Google AMI 2 cũng nhiều lắm. Tại vì anh có thể là em nói cái gì đó nó đột phá một tí. Nó đột phá là nhanh lên đi. Chỉ là game đó. Cái game được. Không, nó cũng buông các thông tin. Cái cầm nó có thể vô cái video chậm. Thay vì thả cây thì mình thả nhà máy, đang gì nói rồi. Đó, nó sẽ làm ra khí thải rồi. Lượng khí thải đó thì gây ứng nhà kính như thế nào rồi. Nó là CO ra sao CO2 cái đó. Còn cái ra cái chạy cái chạy của thị trường ngày đó để giúp cho người ta có giúp cho cái người dùng người ta có được cái ý thức mục đích của mình là gì? Có được một cái ý thức kỳ thi tức là đương thi thôi đó là cái nhẹ nhàng truyền lại nhẹ nhàng cái người đó những cái đó thì em thấy là mình có người bị tổn thương sao với rất là nhiều những cái thứ bị sinh động rất là ok rất là dễ rồi những cái này là những cái đó là mình đang sắp cả phản ứng trực quan và cái hấp dẫn của website của em rất là lớn. Dạ, nói chung cái giờ em cũng làm giống như kiểu là giống như là riết lại chứ ví dụ như là tí thẳng ra một cái mà giống như vậy chắc chịu trường hả anh cứ hôn khan em có thể sử dụng được có chứ không có trên mạng có cái hình Gigi nó có sử dụng Gigi Brain nó có cái hãng dạ có gì Gigi Ui rất là nhiều lúc là các hộ gì cái này nó có hết rồi. Còn ngay cả cái jury thì nó có một cái là kéo tả thì cái demo cho em là kéo bằng du sẽ kéo một cái hình em quăng vô cái đó để nhận được cái đó thì cơ bên để cái hình cái cây tại vì anh khai thác giúp khai thác ý cửa một số ý kiến khai thác cái thế mạnh của em rồi ở cái mặt của mình để mình lấy cái sản phẩm của mình nó màu mè nó màu sắc rồi nó có những chiến đấu cao với cái độ khác để là nâng cao cái tầm cuộc thi mình lên nâng cao cái chất lượng. Và nếu như em có được cái đó rất hay nên nên cái gì dạ nếu mà có cái gì đó em đang tính em muốn làm chắc không kịp em phải bớt xuống một số em làm gì em đang tính như thế là em làm được bao nhiêu phần trăm lại ra những cái gì rồi. Dạ nếu tính phần trăm thì chắc có được có 10% dự tính thì có làm gì trước đây? Dạ em vẫn tiếp tục làm. Tiếp tục làm đúng không? Dạ, vậy làm cái phần gì là bao nhiêu gì? Dạ ví dụ như là của em là đang làm về phần lợi ích thì cũng tiếp tục mà giữ được cái là bóc tin nó phải có những bài viết như đó dạ không là cái kiểu cụ là ví dụ như là
là ví dụ một ví dụ tốt tỉnh kiếm lên xuống cái thông tin của thầy. Dạ, ví dụ như là một người trong một năm thì sử dụng lượng oxy của 3.000 tấn cây, 3.000 mét vuông cây tạo ra, thì em làm kiểu như là hình cái cây, sau đó có những cái oxy nó bay dần dần qua người, ví dụ vậy. Cái này là có ý tưởng đầu rồi, tưởng là hai ý tưởng hay rồi. Anh cứ để em đi cố gắng này làm sớm cái được. Hết và, rồi đi. Và có cái sự tương, tức là không phải là xuống là tự tự động nó bay đâu, mà nó có sự tương tác giữa cái người dùng với người. Dạ, mình làm là nó bay. Làm rồi. Tức là sẽ có sự tương tác là cầm cái chuột dưới vô. Không, mình lăn thẳng xuống là nó bay. Tức là thêm vô. Thêm vì anh là màu mè thôi, chứ từ của em không có tí nữa. Lý Trung Cương.